trẻ Thái mà đứa bạn thích trà sữa Đài Loan. Nếu bạn thích ăn món Âu mà đứa bạn lại thích ăn món Nhật, đơn giản nhất là hãy chọn món ăn đa quốc tịch. Đây là bún của Việt Nam, curry là của Ấn Độ, nguồn gốc ở Campuchia. Từ lâu ở Phú Quốc, bún kèn đã là món ăn sáng quen thuộc. Tuyệt chiêu ăn bún kèn, thổi kèn thì người ta sẽ mang món ra. Bún kèn được chế biến từ những nguyên liệu không lạ: bún, đu đủ, dưa leo, giá đỗ, không thể thiếu được thứ nước lèo bí chuyển của gia đình chị Út. Có rất nhiều màu sắc khác nhau. Món này phải gọi là món ăn màu sắc cầu vồng mới đúng chứ. Thực sự là rất là ngon. Bún kèn này có vị cá này, dừa nữa. Ngoài ra còn có vị cà ri không thể lẫn vào đâu được. Đây là lần đầu tiên mình ăn món cá mà không thấy tanh. Và thậm chí là mình còn chả thấy một miếng cá đâu cả. Nếu kể tên các quán lớn nhất vào buổi sáng ở Phú Quốc thì hàng đầu chắc chắn là bún kèn. Bún này thì lần đầu tiên mình ra này thì mình mới ăn được, cảm giác cũng thấy nó rất là lạ. Nhưng mà khi mà ăn vào thì thấy rất là thơm. Vậy bí quyết của món bún đắt khách này là gì? Em chào chị ạ. Chào em. Khi mà ăn thì em có thấy là mùi vị cá nhưng lại không thấy miếng cá nữa, vì sao vậy ạ? Tại vì mình chọn phải cá ngon nên là không có mùi vị tanh cá, cá nhầm hoặc là cá ngân. Tại sao món này lại có tên là bún kèn? Ở Phú Quốc nó nấu cái gì mà chung nước cốt dừa là người ta gọi kèn dừa. Cái này là cá biển nấu với nước cốt dừa. Em thấy trong bát bún kèn này có cả cà ri nữa. Tại vì có cà ri thì vô cái màu sắc nó đẹp, nó bay cái mùi vị cá của tanh cá. Vậy ẩm thực luôn có những món ăn xuyên quốc gia và truyền từ đời này sang đời khác. Nhưng không quan trọng xuất xứ từ đâu đúng không chị? Cứ miễn ngon là được rồi, khách đông là ok rồi. Bamboo Airways, hơn cả một chuyến bay.